Mày đang đâu vậy? Mày đang đâu? À ok. 559332. Rồi đang qua. Giây phút quyết định đây, đây có phải là một tập thất bại hay không đây? Thổi. Bây giờ tao sẽ phải chết để tao mất hết đống level này. Đánh tao đi. Mình thất bại rồi các bạn ơi. Tập này mình thất bại rồi. Yo. Nhảy vẫn còn lên kinh nghiệm nha, nhảy vẫn còn lên kinh nghiệm. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm kim cương. Mình chỉ cần bao nhiêu ta? 5 cục thôi. 5 cục. Đúng. Đi. Chúng ta sẽ chỉ cần 5 cục kim cương thôi, có đủ đồ vậy đó hả? Yes sir. Ê mày có để ý gì không? Hử? Cái âm thanh mà nó nhặt đồ nó khác hẳn rồi đó. Ủa? Nó nhặt một món đồ lên á. Bây giờ nghe tiếng bóc bóc rồi sao? Chứ trước đó nó nghe tiếng bóc rồi ta. Trước đó nghe tiếng cũ lắm. Không để ý luôn á. Tưởng là cái tiếng nào cũng giống nhau. Ủa tuyết, what the heck tuyết kìa. Hế? Không biết nó bay làm gì nhưng mà có tuyết đẹp vậy. Sẽ đi chắc là đào từ đây thẳng xuống. Nhận. Ồ, cái lồng spawn chứ đi ơi. What? Where? Where you? What about me? Đây. What about me? Đâu? May vậy sao? What the heck man? Có cái lồng spawn spawn. What? Ủa lồng spawn điểm heo à? Nó phải lồng spawn heo. Nó là phải spawn heo đúng không? Nó là chắc là nó chưa có texture. Mình sẽ lưu giữ cái chỗ lồng spawn này. Để mai mốt làm 57432 để mai mốt mình đập. Ok. Để qua... có cái tài ấy lồng cái siêu thất đúng không? Đúng rồi, mình có siêu thất mình sẽ đập được cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ đào hướng này. Tao nghe tiếng nước bên đây trên nè. Nếu mà theo lý thuyết thì mình cần phải xuống nữa để kiếm được kim cương. Ê mày còn thức ăn không? Mình xuống mà không có thức ăn luôn hả? Ừ, tí hồi mình gặm thịt zombie ra. Áo. Ok. Nhưng mà phải giết mấy con này chứ đã. Nó đông quá trên ơi. Ok. Ok. Cú nổ thế giới. Cứ đào coi có cái gì. Ê giời ơi buồn. Bro, what? Ở đây có gì? Bro, what the? What the heck? What? Từ, nhưng mà nó đang ở trên cái gì đúng không? Đúng rồi. Có kim cương rồi, không ngờ nhanh như vậy. Mình phải khen thưởng cho mình thôi. Bằng một ly trà đá. Nhưng mà không ổn lắm, anh nó đang ở nằm một cái vùng nguy hiểm mà. Nó nằm vùng nguy hiểm bây giờ là phải đổ nước. Yeah, chúng ta đã đủ kim cương không? Trời, một quặng này nó nhiều dữ vậy. Từ hai cái cục này nè, hai cái cục này nó đang nằm ở cái chỗ hơi từ. Rồi xong. Bro, kêu từ thôi bro. Để mình vào vị trí bro. Làm cái quần thôi. Yes sir. Không, bây giờ mình làm cái cúp. Mình phải làm cái cúp. Đây. Rồi ta có rồi. Ok. Lấy ăn chuyện thật đi. Bây giờ mình phải đào 10 cục. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tao sẽ đứng nhìn mày, mày sẽ đứng đập rồi trong lúc edit video mày bật cái tiếng nhạc mà chờ đợi thang máy á, rồi nhân 10 lên. Nhân 10 tốc độ lên. Chúng ta phải đào 10 cục cái chuyện thật. Cục khỏi chỗ này. Ủa, đường nào đây? Dạ biết tao đục đại chỗ nào. Tao không để ý luôn. Chơi game cái gì vậy? What the... Ai biết không? Tao cắm đầu đi. Yeah. Bên đây tuyết, bên đây mưa. Ở ngoài đời là tao quay clip đăng lên YouTube liền. Các bạn ơi, vùng nước này thực là kỳ lạ. Nhưng mà cái kiểu đó không giống của mày lắm. Đi bên này lên kiểu đó lại. Chắc chắn là không phải của tao rồi đó. Ok, nhảy những cú chót này nào trước khi mình đổi phiên bản. Phiên tiếp theo sẽ là một cái rất là căng thẳng. No, nếu mình làm mình chưa đủ kinh nghiệm đâu. Nếu mà mình làm sai bất cứ điều gì thì coi như là thế giới này đi. Wait what? Yeah. No, nhớ backup. Ủa tiếng mưa bên đây. Tiếng mưa bản cũ hay. Ấy. Oh wait what? Nhanh vậy. Wait what? Về nhà cái trời sáng chói luôn nha. Rồi. Tao tạo sẵn một cái rương trong nhà để hết đồ các bạn hiểu đó. Nhanh lên. Đây. Tao phải cất những cái ổ bánh mì thơm ngon. Mày trứng lột tao đúng không? Mày cởi đồ. Mày tao chưa có cái roi á. Bên kia. Đúng rồi. Nô lệ sao?
này không đặt ở đâu được hết ha. Thiếu rồi. Rồi chúng ta đã có đủ đồ chúng ta cần rồi, không thiếu gì hết đó. Đặt thêm từ từ. À, đây đây. Trời ơi. có nhiều đồ chứ. Rồi rồi ra ngoài đại đường chúng ta sẽ chuẩn bị chuyển sang một cái phiên bản tiếp theo và backup thế giới trước đã rồi. Ừ. Rồi nhảy nhảy đi, nhảy như cú nhảy. Mày cứ đi backup đi, tao bú vội, bú được cái gì tao bú. Ok ok ok. Oh no. Tao chọn 100 level Buron à. Mày gì mày tao thì lên được 200. Oh no no no. Bỏ không rồi. Bây giờ từ từ. Bây giờ tao sẽ phải chết để tao mất hết đúng level này. Tại sao? Đừng làm gì cả. Để tao test thử một thứ. Tao không biết là nó có hoạt động trong server không, nhưng mà trong single player thì có. Ok. Chuẩn bị cái hình nó lên đi Buron à. Rồi. Tao còn hai team. Tao sẽ đáp ngay trước cái mộ. Đánh tao đi. Ô. Nó vừa mới hiện lên trong một khoảnh khắc. Chúng ta vừa phí 100 level của tao Buron à. Vậy thôi á hả? Đâu bốn món đồ xịn vãi đái vừa mới hiện lên trong một khoảnh khắc lúc mà tao chết. Nhưng mà yeah. Tí hồi tao sẽ cho mọi người coi kỹ lại cảnh đó. Nhưng mà yeah, có vẻ như nó không hoạt động trong server, nó hoạt động trong single player. Nếu mày chết thì mày sẽ có item, mày sẽ có end frame. Xui rồi, xui rồi. Tao mất hết kinh nghiệm rồi. Tao mất hết thất bại rồi. Oh no, mọi người ơi, mình thất bại rồi. Ok rồi, chúng ta nhảy phiên bản nào, chúng ta đừng chơi phiên bản này nữa. Ok, đi thôi. Đi được cút thôi. Sau này oh no. Nâng cấp đồ là trông chờ hết mày đó bùa. Ủa giờ làm gậy đến lửa còn giống vậy. Ủa what the heck. À what, phải để đúng sao. Ok, mình steal. Theo tao tìm hiểu thì chúng ta có 33% là cái này sẽ thành công. Ây da, nhầm rồi. Là có được sự... ok, lấy mấy cái frame á hả? Đúng rồi, mình sẽ lấy mấy cái frame và có 33% tỷ lệ thành công. 1.3% là bay thế giới, là... Backup trước đi anh bạn à. Ok, backup là cái gì? Ok. Khoan đã, mình có thuốc nổ không ấy nhỉ? Mày biết cái câu chuyện hai thằng ngu và một cái lõi phản ứng hạt nhân không? Đây. Chúng ta nên để nó ở phía sau có nước không ta? Để nó ở ngay đây chắc là nổ ít nè. Rồi. Rồi. Rồi ok đây. Hai thằng ngu và một cái lõi hạt nhân. Thất bại rồi mọi người ơi. Mọi người ơi, mình lại thất bại rồi. Tiếp. Bây giờ ta có 5 quả TNT rồi. Đâu rồi? Chúng ta phải làm tới khi mà được thì thôi. Ủa có khi nào hắc diện thạch bị nổ bể không ta? Mày có nghĩ là nên để xa hơn không? Có vẻ là nó không hoạt động như thế. Boom. Alo, alo. Alo. Không. Không. Alo. Alo. Không. Hay là bây giờ thử thêm vài cái coi là đặt một cái bức tường rồi. Hết đặt rồi còn đâu. Mình thất bại rồi các bạn ơi. Tập này mình thất bại rồi. Chúng ta không lượm được bất kỳ một cái frame nào hết. Tuy vậy thì chúng ta đang có 6 cục kim cương. Với những cục kim cương này, chúng ta sẽ phải làm một cái bàn cường hóa thì phải. Chúng ta sẽ phải đào mấy cái block kia ra. Từ từ nào. Ok. Buron, cầm cái sách mày bán của lộn, mày cầm mấy tờ giấy lên. Cầm mấy tờ giấy chưa đích lên. Rồi. Rồi. Để dập ba tờ giấy xuống. Ho. Yeah. Yeah. Nó là như vậy đó. Rồi đưa quyển sách đây. Đây đưa mày quyển sách đây. Ok. Chúng ta có cái quỷ này. Ở đây. Rồi. Tao văng game rồi. Wait what? Tao chết rồi Buron. Là sao? Mày còn trong server đúng không? Nhưng mà tao chỉ cần bỏ quyển sách vô trong, bỏ cái đồ dùng của tao vô trong để tao thử cường hóa và tao đã văng game. Rồi. Release 4. Ok. Bây giờ tao sẽ bỏ vô. Oh, let's go. 1434 đúng không? Ồ. Ây da, con Creeper. Oh no, nhà mình nổ bánh rồi Buron ơi.
Xong rồi. Mình thất bại. Ủa sao mình để nó nổ vậy chứ đi. Có con Creeper đây. Mặt trăng hình quả trứng mua ra rồi. Mình vô lại thì mày thấy mặt trăng hình quả trứng. What the fuck. Mình trời sắp sáng rồi. Ra đây coi mặt trăng hình quả trứng kìa. What. Ok chui vô đây, chui vô đây, chui vô nhà, chui vô nhà. Cái này vậy. Ở phía ở phiên bản này thì chúng ta sẽ xây nó khác một tí xíu đó Buron à. Oh. Ừ, theo tao thấy ở trên YouTube chúng nó làm thế này. Ui vừa đủ. Ok, thì cái lý do để người ta làm như thế này là bởi vì level để nâng cấp một món đồ ở trong phiên bản này nó có thể lên tới 40 mấy hoặc 50 lận. Ok, bây giờ mày là thằng duy nhất có level. Và cách thức để mình đạt được cái đó, đó chính là mình sẽ phải nhấn ra tháo vô liên tục. Oh. Ok. Thì đây là số kim cương còn lại. Tao giữ một cục. Ok, đây là số kim cương còn lại. Thì có lẽ là mày sẽ chế tạo được thêm một hoặc hai cái cúp kim cương nữa để mày thử. Thì thì mày sẽ phải nhấn, mày spam nhấn đến khi nào nó hiện ra những con số trên 40 level. Để chúng ta sẽ có được kiểu siêu tất hoặc là fortune giống vậy. Đó rồi, ok. Thử đi. Tỷ lệ của thì cũng không cao lắm đâu. Tao thì nãy giờ làm cửa địa ngục thì thấy tao hơi xui đó, tay tao thúi nên là ok. Mày làm đi. Trên 40 level đúng không? Đúng rồi, trên 40 level. Spam nhấn đừng để nó trôi qua mất nha. Tao không tin là 42. Mày có thể làm được 42, chơi không? Chơi, 42 chơi chứ. Chơi. Gì mà ho dữ vậy ba? What the fuck? What the hell? What? What the hell? Ủa vậy đống kim cương kia mà dùng để làm gì? Wait what? Không thể nào. Tỷ lệ thấp lắm luôn á cu. Bu. What? Bro. Tao tưởng mày nói là trên 40 là chắc kiểu có thể là nó không có chắc kèo hiểu không? Nhưng mà wait what? Hả? Chúng ta sẽ cùng đi ngủ. Tao không tin được. What the fuck? Đặt xuống nữa. Tao đang tính là kiểu mình sẽ phải kéo dài tập này thêm một ngày nữa kiểu giống như ok. Không, bây giờ mình còn phải đi đào cái lòng spawn nữa. Ủa? Ê, cái chỗ này nó bị lỗi rồi đó. Chúng ta phải đi bộ thôi. Ý là tao hồi nãy tao cũng ngủ liên tục mà tao ngủ không được, tao phải chờ giờ sáng nhưng mà là yeah. Hả? Rồi, tụi mình đi lấy cái lòng về đi. Lấy lòng về. Cái lòng mong vàng á biết không? Mong là nó sẽ hoạt động ở trong server không? Theo lý thuyết nó sẽ hoạt động ở trong server. Oh no. Hả? À đây rồi. Mày đang đâu vậy? Mày đang đâu? À ok. 559332. Rồi, đang qua. Giây phút quyết định này, đây có phải là một tập thất bại hay không đây? Giây phút quyết định này rồi. Ê, theo lý thuyết thì phải có rương đâu đây nhỉ? Không có rương à? Không có rương sao? Chắc bản này chưa có. Hả? Lại gì? Làm đi Jenny. Ok. Thổi. Ê! Ôi đường đây luôn nè. Yeah! Ủa đâu mất tiêu rồi. Yeah! Monster spawner. Ủa? Ê sát đồ. Yeah! Cái đoạn luôn ok. Thu hoạch được rồi. Hôm nay không phải là một tập thất bại. Oh my god. Yeah! Sau bao nhiêu vụ sức đầu mẻ chán đi anh em mình cũng thành công được một vụ. Ừ. Để nguyên cái tập này là để dẫn đến cái chuyện này thôi. Oh my god. Chứ mấy cái kia thất bại hết rồi. Ok. Rồi giờ đừng lên đâu. Hẹn lại anh em ở tập sau. Bye bye anh em nhé.